xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình cho ngày hôm nay. Hôm nay thì mình muốn update cho các bạn xem tình hình của mấy em cái bảy màu của mình là mình mới nhập về các bạn sau 3 ngày nuôi. Thì sau 3 ngày nuôi thì có một số chuyển biến khá tốt, một số chuyển biến khá xấu. Rồi, bây giờ thì mời các bạn hãy xem nha. Rồi, như các bạn đang thấy ở đây thì đây là cái dàn hồ cá của mình. Thì mình cũng chưa có lên mấy cái dàn hồ nào mới. Chỉ có set up nước cho mấy cái thùng dưới đây. Thùng này thùng khá lớn. Mình đựng nước vô để đấy để cho những em cá con nếu mà tụi này nó đẻ ra. Và giờ mình sẽ cập nhật từ từ của mấy em này các bạn sau 3 ngày nuôi. Thì đây là cái hồ cá mà mấy em cá mái mình đang để đây. Tạm thời mình chưa có phân chia ra cho dù 3 ngày rồi đó. Và tụi nó chuyển biến khá tốt các bạn. Khá tốt, cực kỳ tốt luôn á. Là mấy em cá mái này con nào cũng rất là khỏe và không có dấu hiệu gì bệnh lắm, trừ con cá con kia là ở đây nè, là hơi yếu xíu, nhưng mà mình đã chăm thuốc này nọ thì thấy khá khỏe lên rồi đó. Đây còn cái tiếp là cái hồ này thì là mấy em cá full red của mình đây. Thì mình có một số con này nhập qua thì mình để đây luôn. Thì một trong số này á, thì có con này bữa nó nằm liệt ở dưới đáy luôn. Thì các bạn nào theo dõi kênh mình thì các bạn sẽ biết nó nằm dưới đáy này. Thì bây giờ nó đã khỏe bơi bình thường nhưng mà cũng hơi yếu xíu, vẫn chưa thấy tụi nó dí mái nhiều. Thì cái là một cái mẹo của mình thôi, cứ thấy mấy con cá trống mà nó dí mái mà nó sung á, tung tăng á, thì chứng tỏ là nó khỏe, còn mà nó không dí mái thì nó cũng hơi bị đờ đó. Còn con trống trên này đang bị đờ nè, chắc luôn á, tại vì các bạn biết cá trống mà nó hay bơi trên mặt nước mà cứ như vậy là dễ bị đờ lắm, cạn cá mái nữa. Nhưng mà không sao, mình đã châm thuốc cho nó thì nhiệt độ mình cũng cho lên xíu để cho nó ấm dần cho nó ok rồi. Tại vì tụi này mình biết là cái tụi full red này là nó yếu xìu và giờ ẹt nữa. Rồi bây giờ mình qua bên cái hồ dàn cá trống. Trong cái hồ dàn cá trống này á thì hồi nãy mình mới cho tụi nó ăn, thì mình kiểm tra thì tất cả mấy em cá trống này khá là ổn và cũng không có gì đặc biệt, thấy là nó sai lầm gì hết, có nghĩa là nước cũng trong, không có mùi và cũng khỏe, mấy em cá rất là khỏe lại rồi. Nhưng mà mình đã kiểm tra kỹ thì có một em nằm ngay đây, ngay cho các bạn xem, ngay góc này, chết há hốc mồm gì luôn. Thì đây em cá rồng đỏ, thì sáng hôm nay thì mình thấy nó bơi với hiện tượng hơi dính đuôi, nhưng mà mình hơi bận phải đi làm nên mình không có bắt nó ra để cho thuốc liền, nên mình để đến trên chiều tối, mà chiều tối về thì bây giờ nó chết như vậy luôn. Còn ngoài ra em đấy thì mấy em này đều khỏe mạnh hết. Có em cá màu đen này thì mình khá là thích, với con cá bọc kim này đó, mình cũng khá thích với em nó. Nói chung hồ này thì bình thường, không gì cả. Rồi bây giờ mình qua hồ này. Hồ này là cái hồ mà hôm bữa mình cho các bạn xem á, là có mấy con cá con nó đẻ luôn á, là được đẻ ra khoảng chừng 3 con. Thì rất là tiếc là hôm đó mình thả nó vô, mình lười quá. Mình nghĩ là mình chỉ đẻ ra sáng ngày mai mình bắt mấy cá con ra. Ai ngờ sáng hôm sau thì mấy cá con đã biến mất tích luôn. Thì biến mất tích thì các bạn biết rồi đó, mấy cá lớn ăn thịt rồi đó, rất là tiếc. Nhưng mà hôm sau mình đã chuyển em cá mái là con mà nó đẻ là thuộc dạng trong mấy con này nè, đã chuyển nó xuống đây. Thì mình hy vọng dưỡng nó trong này. Trong này thì đầy đủ nhiệt độ, đồ ăn, đồ uống đầy đủ hết luôn. Và mình có nuôi sẵn bò bò ở trong mấy cái hồ đó các bạn thấy không? Bò bò của mình này rất là nhiều, chi chít luôn, cực kỳ nhiều. Và 2 tuần rồi, gần 2 tuần rồi mình chưa thay nước bò bò, và không có mùi, không có gì hết. Cái này áp cái công thức mới của mình đó, đang áp dụng thử và thấy khá thành công, cực kỳ đơn giản luôn. Mình có cho bò bò sẵn vô đây đó, để cho tụi nó phát triển trước, để mình cho cái mái vô cho nó ăn nó khỏe. Rồi giờ mình di chuyển cái hồ này. Hồ này thì tụi em fungo mình để đây. Thì mấy em fungo thì nó khá là khỏe, mình thấy con nào cũng rất là khỏe hết, không có con nào yếu, trừ cái con cá trống nằm ngoài kia thì hơi ngu xíu. Nhưng mà mình thấy nó đã khỏe rất là nhiều đó. Hy vọng là trong vòng vài ngày tới thì tụi nó sẽ bắt đầu là khởi sắc lên, và sau đó mình sẽ có được một vài cặp nó sống sót. Chứ bây giờ tình trạng mà nhập cậu này thấy nó chết cậu này cũng hơi buồn, yếu như sen vậy, đúng là tụi bảy màu khác.
không bằng beta, beta thì châu bò lắm, tí mình cho các bạn xem. Rồi, đây là hồ kế tiếp. Hồ này thì mình chỉ có hai con thôi, thì mình đang tính bắt thêm mấy con cá mái của nó nữa, nhưng mà nãy giờ cho nó ăn chưa có bắt. Thì đây mình khá thích con cá trống này. Cá trống này cái màu khá là đẹp, màu xanh, nhưng mà nó hơi gầy gò một chút xíu. Mình đang cho nó ăn vô mấy cái cá trùng huyết này nọ, với Atame này nọ cho nó. Đó các bạn thấy không, bên hông bơi ngang qua đẹp lắm, thì rất là khỏe, đang khỏe lại dần. Rồi em cá mái là một em cá mái mình thích nhất, cá mái mà cái vây nó đẹp dễ men à, các bạn thấy không, rất là đẹp, cực kỳ đẹp, mình kết con này lắm luôn á. Nhưng mà con này nó tiết bù bì không có gì hết, nhập lép nhìn như là mới đẻ hết rồi đây. Với lại bụng thì xẹp lắm, cái này chắc phải nuôi khá là lâu mới được một đống cái con lại. Rồi thì như các bạn thấy thì đó chính là toàn bộ mấy em cá đồng hồ của mình. Sau 3 ngày mình nhập về và mình đang dưỡng lại tụi nó và đang cho nó chăm sóc. Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển qua mấy em beta. Thì beta mình mua có 4 cặp thôi, không có nhiều và nhưng mà nó khá là đẹp. Bữa thì các bạn thích không nhìn rõ nhưng mà hôm nay nó khỏe rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn. Tiên thì mình cho các bạn xem em này. Thì các bạn thông cảm nhé, em Nemo này mình chưa có thể nào quay rõ được, tại vì đây là cái hồ mình bằng làm bằng nhựa đó, nên nó không có thể nào vào trong như hồ kiến mà các bạn xem được. Nhưng mà em này đang rất là khỏe đó, các bạn thấy không, cho ăn rồi mà hưởng ứng rất là tốt đó. Đây là một em của mình. Rồi đây là em kế tiếp, thì em đang một quay của mình đó, các bạn thấy không, khá là ok đó, rất là khỏe, ăn uống rất là ngon lành rồi đó. Dombugu nằm bên này đó. Thông cảm nha các bạn, nó không phải là hầu kiến đó, mà nhắc lại không phải hầu kiến nên nó không có được rõ lắm, khá là đẹp. Rồi còn đây là cái hồ mà dành cá mái đó, mình để đây. Thì các bạn thấy không, em cá mái này thì tụi nó rất là khỏe đó, màu sắc cũng rất là ổn, fancy, với lại mấy con Nemo với Hep nè, Go với con Go bên kia, Hep Moon White đây đó, nằm đây. Hồi sáng mình cho nó ăn hơi quá tay, tí mình phải hút ra đó, khá là tốt, khá là khỏe luôn. Rồi còn bên này thì các bạn sẽ thấy rõ hơn nè, tại vì hồ nhựa này nó, cái keo nhựa này á, thì nó trong sáng hơn. Đem Nemo của mình nằm đây khá là khỏe, cũng có một chút xíu nhẹ bọt rồi đó, khá là ổn rồi các bạn. Đây là một em cá đem một quai khác, nhưng mà nó có một cái bệt đỏ ngay đây khá là xui, nhưng nó có cái bệt đỏ ngay đấy. Thì tuy là mình không có quan tâm lắm về mấy cái bệt đỏ này, nhưng mà có bệt đỏ thì nó không bị mất đẹp gì xíu, rất là đẹp. Mấy em này mình cực kỳ thích, bầy tai to bờ to dễ mấy em luôn, như nhỉ, to gần nửa cái người luôn, cực đẹp luôn. Rồi còn đây là một cái hồ mà chắc trước giờ mình chưa bao giờ cho các bạn xem, lý do là mình đang tập thử nuôi bằng cách này. Đây là hồ cá bề màu fancy của mình, là mình gọi nó đây nè, mấy em cái bề màu trong veo, không có một cái hệ thống lọc nào trong này. Mình áp dụng là phương pháp là mình chỉ xóa sử dụng với cái tính lọc mà bốc hơi thôi. Cái này mình đang học thử lọc bốc hơi thì nó như thế này, mình để máy hít đây, mình che kín lại cho nước nó bốc hơi lên rồi tự động nó tạo xuống như mưa vậy đó. Đó nên oxy nó này cũng có và nó cũng thoải mái, các bạn thấy không, cá mình rất là nhiều đó, cũng khá là lớn. Con này con cá mái các bạn nhìn nha, mấy cá mái này con cả ngón tay mình rất là nhiều đó, các bạn thấy không, rất là đẹp nữa. Con nào còn đấy u nào nó trứng không, bụng nó con nào cũng phải đẻ được hết. Trong này rất là nhiều các con á, không biết là các bạn có để ý thấy các con nhiều lắm, đang áp dụng nên chưa có dám xuất hiện, đây là lần đầu tiên cho các bạn xem này. Khi nào mà nó chuẩn cái là mình sẽ hướng dẫn các bạn thử coi cái này nó ok không. Rồi giờ đậy nó lại đó. Ở bên Mỹ cực vậy đó, nuôi cá không có như bên Việt Nam đâu, tùm lum la đó. Đó. Rồi thì như các bạn thấy thì đó chính là toàn bộ những em cá bề màu của mình và cũng như là một số em cá beta của mình. Sau 3 ngày mà mình nhập nó về thì các bạn thấy beta mình nói rồi, bây giờ nó cũng trâu bò, nó cũng khỏe hơn bề màu hết.
bài màu rất là đuối, nhất là mấy con bài màu kiện nữa. Nó nhập vô mất tiền nhưng mà sống sót được bao nhiêu cũng biết. Thì đầu năm mình nhập chơi cho nó vui thôi. Nói chung đợt này nhập thử chơi cho vui thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Bạn nào lần đầu tiên tới kênh của mình coi thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh mình để ủng hộ cho kênh của mình, cũng như là like, comment và share cho kênh của mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một vlog mới nhất.